Có bao giờ các bạn tự hỏi tại sao mình chọn Đài Loan để du học? Bạn chọn Đài Loan du học vì chất lượng giáo dục hay là vì môi trường sống, cũng như là hay vì chi phí du học thấp? Chào các bạn, mình là Henry Kalu. Chào mừng mọi người đã quay trở lại chuỗi series du học Đài Loan cùng Henry. Chào các bạn, mình tên là Henry. Chào mừng quay lại chuỗi series du học Đài Loan cùng Henry Kalu. Thì tiếp theo của chuỗi series này, mình sẽ tiếp tục chia sẻ về những cái trải nghiệm, những kinh nghiệm du học Đài Loan. Chương trình này sẽ phát sóng vào ngày thứ ba lúc 20 giờ hàng tuần. Mời mọi người đón xem nhé. Chính là tất tần tật các hệ ở Đài Loan, mình sẽ chia sẻ sơ qua cho các bạn. Các bạn là mình thường bắt gặp khá nhiều câu hỏi, ví dụ mình nên học hệ nào, nên ở khu vực nào, rồi du học Đài Loan cần chuẩn bị những gì. Thì đứng trên góc độ của một du học sinh và có thời gian sống và học tập cũng khá lâu tại Đài Loan, thì hiện tại mình sinh sống ở Đài Loan khoảng 2 năm, mình xin chia sẻ một chút kinh nghiệm của mình về du học Đài Loan. Thì trước tiên trong bài viết, trong bài này, mình xin ưu tiên nói về hệ đại học trước. Hệ đại học gồm có hệ tự túc, hệ chuyên ban quốc tế và hệ vừa học vừa làm. Thì muốn biết bản thân mình hợp với hệ nào thì trước hết bản thân các bạn có thể trả lời trước những giúp mình những câu hỏi sau. Ví dụ như là mục đích du học của bạn là gì? Kinh tế gia đình chu cấp hay bạn muốn tự trang trải? Và câu hỏi thứ ba là năng lực của bản thân. Thì điểm chung của ba hệ này, thứ nhất đó chính là đều là hệ chính quy, bằng tốt nghiệp đều giống nhau. Và thứ hai là đều có thể đi làm work permit và thẻ cư trú ngay sau khi nhập học. Điểm khác nhau mình sẽ chia sẻ với các bạn, đó là điểm khác nhau của mấy ba hệ này. Thì hệ trước tiên mình sẽ nói về hệ tự túc ha. Hệ tự túc thì yêu cầu chứng chỉ TOEFL khá cao và học sinh trong lớp sẽ là người đài, đồng nghĩa với bạn với việc bạn phải cố gắng thật nhiều, nhưng tiếng Trung của bạn sẽ lên siêu nhanh và có thể tự do làm việc. Và thứ hai là hệ chuyên ban quốc tế, thì chương trình học gồm giống hệ tự túc, có lòng ghép thêm tiếng Trung. Các bạn trong học sinh trong lớp đa phần đều là người Việt, nên giáo viên cũng lỏng hơn một chút với học sinh và có thể tự do tìm việc. Và thứ ba đó chính là hệ vừa học vừa làm, thì trường cũng có lớp dạy tiếng Trung cho các bạn. Lớp thường có trợ giảng người Việt hỗ trợ nên các bạn đừng quá lo lắng, việc sẽ do trường sắp xếp và các công ty doanh nghiệp. Thời gian rảnh các bạn có thể làm thêm các công việc bên ngoài. Và lưu ý, hệ này không được chuyển trường các bạn ha. Hệ học vừa làm không được chuyển trường. Các bạn đừng nghe các trung tâm nói là có thể chuyển trường nên chọn bừa trường nhé. Chọn đúng trường ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn sau này. Các bạn nên lưu ý với cái phương hợp này nha. Và tiếp theo nữa là du học đồng nghĩa với vất vả, áp lực, xa gia đình. Nhưng mình nghĩ nếu các bạn chuẩn bị kỹ tâm lý thì chọn trường và chọn hệ phù hợp, thì chọn trang bị cho mình vốn tiếng Trung thật tốt thì đây không còn là vấn đề. Và chúc các bạn sắp đến Đài Loan kỳ này may mắn thuận lợi. Cảm ơn mọi người đã đón nhận đến đây. Thì các bạn có những thắc mắc thì các bạn đặt phần bình luận bên dưới. Và các bạn hãy video này bấm mình một like và một share, nó cho động lực để mình ra những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.